Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa cả nhà, hôm nay em đọc lại những cái tin nhắn của khán giả. Có những cái khán giả phàn nàn rằng á, tại sao cùng lên trên mạng xã hội, cùng nói chuyện về một cái sự việc Nguyễn Phương Hằng mà tại sao chỉ có một mình chị Nguyễn Phương Hằng bị bắt và xử lý, còn những cái người khác thì không bị gì cả. Họ hỏi với tôi rằng là cái trường hợp của những cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan ở trong cái vụ án của chị Hằng diễn ra vào ngày 21 tháng 9 2023, họ có bị liên đới gì hay là không, họ có bị điều tra hay là không. Thì kính thưa cả nhà, cái câu hỏi này quá khó đối với một YouTuber như mình, và đặc biệt là YouTuber hoạt động độc lập. Tức là tôi tự tìm hiểu, tôi tự chứng minh, tôi tự kiểm chứng, sau đó mình mới đưa lên trên mạng xã hội. Mình không có một thông tin nào cả về cái sự việc mà có tiếp tục điều tra những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong câu chuyện của chị Hằng không. Giống như trong cái phiên tòa, chị Hằng có nhắc đến cái sự việc mà đang kiện một người ca sĩ, em tên là VR, ở BC02 đang kiện người này. Do đó là trên cái phiên tòa ngày hôm đó, mặc dù đã được xin giảm nhẹ tội cho chị Hằng, nhưng chị Hằng cũng vẫn cương quyết rằng là sẽ kiện tới cùng. Đây là một trong những vấn đề mà khán giả bảo rằng là kiện như thế nào, kiện ra sao. Thì với vai trò mình là YouTuber, mình nói mọi người rồi, mình chỉ đưa ra những lý lẽ và dẫn chứng dựa trên sự hiểu hiểu biết của pháp luật của mình thôi. Mình biết tới đâu mình nói tới đó. Do đó các bạn cũng thông cảm cho mình, và mình cũng rất là lâu không có tương tác với khán giả. Do đó ngày hôm nay thì khán giả hỏi như vậy, thì mình cũng nói với các bạn là trong những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 10 người đó, thì đã có một người, chỉ một người duy nhất bị triệu tập thôi. Còn 9 người còn lại họ có bị mời hay là bị triệu tập không thì cái đó mình không biết các bạn. Thực tế là mình không có biết. Đó thì các bạn đã biết rồi, trong 10 người mà chỉ có một người bị triệu tập, thì các bạn đoán xem đó là ai. Thì tất nhiên nãy giờ mình nói về MVO, tất nhiên MVO rồi. Chúng ta sẽ lặp lại lịch sử vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, tức là sau một năm chị Hằng bị tạm giam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 thì trên cái báo Tuổi Trẻ có thông tin là công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập ca sĩ Nguyên Oanh sau tố giác của con trai bà Phương Hằng liên quan đến tố giác của ông Nguyễn Quang Tấn. Cơ quan sát điều tra đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh đó đến phòng BC02 làm việc. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tấn tố giác bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm về quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ông Tấn cũng đã tố giác 35 cá nhân, trong đó có Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và một số nghệ sĩ có tiếng khác. Như vậy là trong những lá đơn mà anh Tấn đã lặp lại theo báo Tuổi Trẻ, thì cái lá đơn của Hàn Ni và chú Sĩ đã đi đến đích. Do đó sau khi chị Hàn Ni và chú Sĩ bị bắt tạm giam thì những cái người này rất là cuốn các bạn, cuốn cuốn lắm, cuốn dữ dằn các bạn, cuốn dữ dằn luôn. Trước đó là ngày 24 tháng 2 2023, tức là trước một tháng. Trước một tháng các bạn thì Hàn Ni đã bị bắt tạm giam. Do đó những người này sợ ha. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vy Oanh cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài. Nhận được giấy triệu tập của BC02, tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang. Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm uy tín của tôi đã được BC01 công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hơn một năm nay. Không hiểu vì sao nay lại được BC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố tôi và những người khác. Tôi và gia đình đã bị chịu tổn thương hơn một năm nay, chỉ mong vụ án này kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi. Đó, thì ngày 21 tháng 9 năm 2023, vụ án của chị Hằng đã diễn ra. Và trên cái phiên tòa thì Vy Oanh yêu cầu chị Hằng xin lỗi. Chị Hằng suy nghĩ đắn đo một hồi thì chị Hằng không xin lỗi. Tại vì nếu như chỉ là cái màn đấu khẩu lẫn nhau, chị Hằng vẫn còn được cho tự do, thì tôi nghĩ rằng chị Hằng sẽ xin lỗi. Còn bây giờ chị Hằng đã bị tạm giam hơn 18 tháng rồi, bắt chị Hằng xin lỗi thì cái điều đó thật là nghịch lý. Các bạn thấy đúng là nghịch lý.
Chị Hằng chỉ xin lỗi cơ quan đảng và nhà nước thôi, vì đã làm phiền với mọi người vì có cái phiên tòa ngày hôm nay thôi. Chứ còn xin lỗi những người kia, nếu như chị Hằng xin lỗi những người kia mà chị Hằng được giảm, được thả tự do tại tòa, thì chị Hằng coi thì có nên xin lỗi không các bạn? Tôi nghĩ tới tính tiên khí của chị Hằng thì chị Hằng chắc cũng không xin lỗi luôn. Thà chấp nhận không kháng cáo luôn chứ không xin lỗi. Đúng không? Tại vì họ đã có lời qua tiếng lại với chị Hằng. Chứ không phải là tự nhiên chị Hằng nói họ. Rồi các bạn thấy không? Những cái người nào mà chị Hằng điểm địa điểm chỉ là đều lên đường hết. Thì khán giả có hỏi mình đó là tại sao những cái người mà xúc phạm chị Hằng thì không bị sao cả. Thì tôi nói các bạn, tôi là YouTuber. Tôi chỉ trên những cái báo hoặc là những cái vấn đề mà cơ quan chức năng người ta công bố thôi. Các bạn thấy cái cả mà đường Văn Thái, thấy Văn Đường hỏi nó còn không biết. Nó bảo rằng nó là mật báo, nó là tình báo thế nào đó mà hỏi đó nó còn không biết, sao tôi không biết được các bạn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng vấn đề điều tra vẫn đang tiếp tục và người ta sẽ trả lời cho những cái người này là họ có tội hay là không. Cái việc đó chúng ta không thể nào chúng ta xem được. Với gì hơn nữa, thứ nhất, thứ hai nữa là sự việc đây là những cái người nổi tiếng, cái hình ảnh của họ rất quan trọng, cái tên tuổi họ rất quan trọng. Do đó các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dù sao đi chăng nữa thì trong cái vụ án của chị Hằng, tới phút chót những người này mới tỉnh ngộ ra được rằng á là kiện với nhau không có kết quả gì cả. Và kết quả của họ là nhìn thấy chị Hằng rồi, do họ, tôi nghĩ rằng họ đã sợ, do đó họ rút đơn kháng cáo và cũng không yêu cầu bồi thường, mặc dù họ bảo rằng họ mất tiền tỷ vì cái hình ảnh mình bị bôi nhọ xâm hại gì đó, nhưng mà bù lại chị Hằng người ta bị tạm giam rồi sao, đúng không các bạn? Đó thì tôi nghĩ rằng á sắp tới sẽ rất là hay, ít nhất là cơ quan chức năng phải trả lời cho tôi biết rằng cái lá đơn của chị Hằng tố MVO này có đúng như vậy không, hay là MVO này không có bị tội gì cả. Cũng mong muốn rằng cơ quan chức năng sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất ha, thời gian sớm nhất, để cho cộng đồng mạng biết rằng pháp luật nó có sự công bằng. Không có chuyện mà tố chị Hằng đi tạm giam, ăn vào tù rồi mấy người trở về cuộc sống bình thường coi như không có gì xảy ra, không thể. Thì tôi nói các bạn, dữ liệu tới bây giờ ha, dữ liệu tới bây giờ thì tôi nói các bạn á, là chỉ có biết là trong cái những người ca sĩ nghệ sĩ thì có một người duy nhất ha, một người duy nhất là bị triệu tập thôi, đó là em ca sĩ Đồng Xanh đó. Và tôi nghĩ rằng em này cũng đã biết được ít nhiều về cái có gì cái lỗi của mình. Do đó các bạn thấy là cái kênh Facebook cũ của em VR này ha, đã xóa hết bỏ hoàn toàn luôn các bạn, xóa hết hoàn toàn và lập nên một kênh mới. Hiện tại cái kênh này thì chỉ có khoảng hơn 3.000 người tham gia thôi, tức là thà đi hobby hết ta làm lại từ đầu đó các bạn. Vấn đề đây thì tôi cũng có sự đồng cảm với ca sĩ Vi Oanh, tuy nhiên thì cái vụ em này sai hay là đúng thì do pháp luật người ta quyết định, chứ phải tôi đâu. Tôi là YouTuber thì tôi thấy thì sao tôi nói vậy thôi, chứ tôi không thể nào nói nghiêng về bên này nghiêng về bên kia. Tất nhiên thì trong cái câu chuyện này, cái vấn đề chị Hằng quá đau xót, 10 con người sống lại kiện có một người, đó là vấn đề mà bất lợi cho chị Hằng, và chị Hằng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình thôi. Nhưng mà bây giờ trách nhiệm đó không còn nữa, tại vì chị Hằng đã chấp hành án phạt vào ngày 21/9/2023 rồi các bạn, tạm cho là như vậy. Bây giờ chỉ còn chờ cái kháng cáo của ba người được xem là đồng phạm của chị Hằng thôi, ba người trợ lý và một cái người tiến sĩ luật là xong đó. Thì tôi trả lời với các bạn cái bản tin mới nhất ở trên cái kênh của em Vy Anh này nè, tôi đọc cho các bạn nghe ha. Hôm trước sau khi nhận được cái giấy triệu tập của cơ quan chức năng thì em Vy Anh này cũng cầu cứu với Đức Chúa. Thì bây giờ thì em này ngày hôm qua em này cũng có nhắc đến cái sự việc này, tôi nhắc cho các bạn nhớ cái động thái mới nhất của em Vy Anh này thôi. Còn cái việc mà điều tra là không, tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra và sẽ có cái câu trả lời trong thời gian sắp tới. Nếu bây giờ không trả lời thì mai mốt ra tòa cái sự việc của chị Hằng Ni, chị Hằng cũng yêu cầu à, các bạn cũng đừng có lo vấn đề đó, chúng ta chờ đợi thôi. Đây, trên cái kênh cá nhân của mình thì em có một cái dòng tâm sự như thế này:
Chúa Nhật của em đến với đại hội giới trẻ, lắng nghe Đức Cha chia sẻ và đem biết bao nhiêu là tình yêu thương. Thương nhất là các cô nấu ăn, hai cứ canh me nếu em quanh vào nhà bếp bằng được để chụp cả hội. Tay bắt mặt mừng ở bắp yêu thương là em cảm động lắm ạ. À, tạ ơn Chúa về những ơn lành cho con nhận được. Chúc cả nhà một buổi tối cuối tuần an lành nha. Thế các bạn thấy không? Phải chi đừng có lao vào cái drama của chị Hằng thì ngày hôm nay không phải sống trong thấp thỏm. À, những cái hạnh phúc tưởng chừng giống như mà người nào cũng được hưởng ha, người nào cũng được hưởng, con người nào cũng được hưởng, nhưng đối với cái trường hợp của em Yo này thì hưởng được ngày nào thì hưởng. Tại vì tôi đã nói các bạn, vấn đề điều tra của cơ quan chức năng tiến hành như thế nào chúng tôi không biết ha, nhưng mà đã bị triệu tập một lần rồi. À, nếu mà mình thêm một lần nữa hay là mở rộng điều tra thế nào nữa thì xong. Tất nhiên cơ quan không cần thu thập chứng cứ và bằng chứng. MVO em đã xóa cái phim cũ rồi thì cái quá trình điều tra có thể diễn ra suôn sẻ hay là không, thời gian diễn ra như thế nào, cơ quan chức năng trả lời với khán giả như thế nào thì chúng ta chờ đợi thôi. Tôi nói các bạn, những cái người ca sĩ nghệ sĩ, cái hình ảnh họ rất là quan trọng. Không phải là tôi sợ, mà không có người ta bảo rằng đó là cái trò chơi dạy. Khi mà chúng ta không có hiềm khích với họ, chúng ta nói về sự thật về họ thôi, mà chúng ta có hiềm khích để mà chúng ta dẫn dắt cộng đồng mạng đi theo cái hướng của chúng ta, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho pháp luật thôi. Có đó người ta kêu là chơi ngu lấy tiếng đó các bạn. Thì các bạn thấy rõ ràng. Thì hiện tại em Bio này tôi thấy trên cái kênh Facebook của em này cũng còn vẫn còn có thể tỏ ra lo lắng các bạn. Tỏ ra lo lắng và hối tiếc. Hối tiếc các bạn. Cái dòng trạng thái ngày 21 tháng 9 2023 ha, thì vẫn còn rõ các bạn, vẫn còn rõ. Và không biết là cái điều tra như thế nào. Thì thông tin về em này chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn, không có nhiều hơn được. Thì mình cũng không phải là cái người cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng mà nhận được một cái đấy triệu tập như vậy đó là cũng nằm trên tình trạng phật đèn đỏ nha các bạn. Nghe các bạn nghe, phật đèn đỏ đó chứ không phải dẫn chơi đâu. Đây, để tôi đọc cái dòng trạng thái cho các bạn xem là em này vẫn còn ha, em này vẫn còn có những cái tâm trạng sau cái phiên tòa đó dữ lắm nha các bạn nha, chứ không phải là không đâu. Do đó tôi cũng nói với các bạn á, bây giờ người ta kìm được cuộc sống bình yên ha, người ta muốn cuộc sống bình yên để mà người ta sống trong gia đình. Còn bây giờ mình đang bình yên mà mình lại xúc phạm ha, xúc phạm danh dự uy tín của Đại Nam, xúc phạm danh dự uy tín của chị Hằng Bạch Dũng, giống như cái bà bán rượu đó, thì các bạn thấy như thế nào? Bà đó chắc không sợ đâu, không ai làm cho bà sợ được hết trơn các bạn. Thực tế tôi chả buồn nhắc tên các bạn, hễ mà nói xúc phạm tôi cứ lưu tin lại, tôi chụp hình tôi để đó, để khi nào đủ tiền lập bị bằng nha. Chứ bây giờ thì tôi cũng không cần phải cãi lộn chứng minh gì với họ cả. Các bạn thấy trường hợp của em Bio là một cái ví dụ các bạn thấy không? Uổng phí một đời người lao vào cái sự kiện chị Hằng chi mà giờ này lại sợ. Hình như là cái tâm trạng vào ngày 21 tháng 9 á, hình như là chị này xóa rồi. Cái chị Bio này chị xóa rồi các bạn. Tôi nhớ là có một cái dòng tâm trạng sau cái hôm đó hình như là xóa rồi. Xóa cái chỉ có ngay tâm trạng ngày 26 tháng 9 thôi ha, là bảy làm thơ. Làm thơ lại Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, con xin này dụng con như khí cụ của bình an của Chúa để đem yêu thương vào nơi quán thù ha, để tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi hơn người được ủi an, tìm hiểu biết hơn người được hiểu biết, tìm yêu mến hơn được người được yêu mến yêu. Chính nghĩa khi hiến thân, khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính thứ tha là được tha thứ. Chính lúc chết đi khi vui sống muôn đời. Ôi thần thánh, xin hãy mở rộng lòng con, xin
thương ban xuống coi những lòng đằng này nghị quyết là nơi an bình. Đây là những dòng trạng thái có phải có thể coi là mới nhất sau cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 2023. Sự việc sắp tới á, các bạn thấy rõ ràng là nữ ca sĩ này cũng có lo lắng. Tôi giờ ta thấy mọi chuyện đã trôi qua rồi, nhưng cái vư âm nó vẫn còn đó ha, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh thế nào đó ha, vẫn còn là vẫn còn sức thì vẫn còn đánh. Nhưng mà thấy cái cảm giác của chị Hằng không, tại phiên tòa thì họ mới nhớ, họ bây giờ mới liên tưởng được cái cảm giác của họ sắp tới. Sắp tới tôi nghĩ rằng có một trận cuồng phong sẽ diễn ra xảy ra. Thôi thôi, tôi xin chúc mọi điều được may mắn. Tôi có thể tha thứ cho em, nhưng chị Hằng và pháp luật có tha thứ hay là không thì đó là chuyện của họ. Ok, mình xin kết thúc cái buổi phân tích về vấn đề mà những cái người mà có quyền và lên nghĩa vụ liên quan mà bị chị Hằng kiện, họ có bị gì không. Thì tôi hỏi hỏi các bạn là bị triệu tập một lần rồi thì họ có bị gì không? Ít nhiều họ cũng bị, nhưng cái sự việc đó phải để cho cơ quan chức năng người ta lên tiếng, chứ những YouTuber như chúng ta lên tiếng này không bị ông giáo gõ đầu ăn chịu à. Ok, một lần nữa em xin cảm ơn và đồng cảm chào cả nhà. Như vậy là em VO vẫn bình yên chim hót, không bị gì cả nha các bạn, không bị gì cả. Nhưng mà có một chút sợ sệt thôi, và do đó là Facebook cũ của em ta đóng lại hoàn toàn luôn các bạn. Ok, chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó thôi, còn sắp tới sóng gió như thế nào khi vụ án của chị Hằng đi diễn ra thì mình sẽ thông báo trên kênh của mình. Các bạn nhớ bấm like, subscribe ủng hộ mình các bạn nhé. Một lần xin cảm ơn, tạm chào, bye bye.